thứ âm thanh quen thuộc của mùa đông dần vắng bóng. Chuỗi ngày giá rét dần được thay thế bằng chuỗi ngày nắng ấm. Thời tiết thay đổi khiến trẻ nhỏ, người già đua nhau nhập viện. Mùa đông không lạnh khiến sản xuất nông nghiệp bị đảo lộn. Người nông dân thất thu. Đó là mùa đông 2016-2017. Một mùa đông không lạnh, thậm chí là nóng như đầu hè, cuối thu. Những tưởng khi hiện tượng El Nino kết thúc thì mùa đông kế tiếp sẽ khắc nghiệt, giá rét hơn. Nhưng thực tế lại ngược lại. Trái đất nóng lên, biến đổi khí hậu ngày càng hiện hữu trong từng mùa, khiến nhiều người lo lắng trong một tương lai không xa sẽ không còn một mùa đông theo đúng nghĩa. Đối với một người dân ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tháng 11 hàng năm là thời điểm bắt đầu có nhiều đợt rét của mùa đông, khi có những đợt gió mùa đông bắc tràn về. Thế nhưng mùa đông năm nay với nhiều biểu hiện khác thường. Hiểu rõ điều này, không ai khác chính là người nông dân trồng đào ở Nhật Tân, Quảng Bá, Phú Thượng, Hà Nội. Do nắng nóng nên nhiệt độ cao nên hoa đào đã bung nở ngay từ đầu tháng 12 năm 2016. Dù người trồng đào đã tìm nhiều cách để hãm cây, nhưng không lại được với thời tiết. Dân trồng đào năm nay là do thời tiết nó quá khắc nghiệt, cho nên là đào lên thì không lên được. Đến khi thời kỳ mà khoanh đôn đảo thì lại thời tiết thì có như mưa nhiều rồi ấm, cho nên là cây đào năm nay là cái lượng hoa là nó xấu. Lúc đầu năm rồng là chết nhiều, còn bây giờ hiện nay bây giờ là được thì khoảng độ 1/10 của tổng số cây đầu năm rồng, cho nên là cái lượng cây năm nay là ít và lượng hoa chúng để chơi Tết cũng là ít. Nếu như những năm trước họ còn tốn tiền điện, tiền dầu, tiền ni lông túi bóng để che chở, bảo vệ hoa đào trước các đợt rét ngứt của mùa đông. Vậy nhưng năm nay lại hoàn toàn trái ngược. Hoa nở và rụng đỏ vườn khiến người trồng đào không khỏi xót xa. Thì theo thời tiết năm nay thì là nó cũng không được thuận lợi lắm. Thế nhưng mà về ít đào đẹp hơn so với năm ngoái, đấy là được giá hơn. Khách mua thì như nào anh? Cái lượng khách thì đến giờ này thì là so với mọi năm là ít hơn. Kinh nghiệm của những người trồng đào thường cứ đến độ trước Tết khoảng 120 ngày thì tiễn gốc. Trước Tết 60 ngày thì vặt lá để đào phát dục, ra nụ và nở hoa. Mức nhiệt độ lý tưởng cho đào nở đẹp và đúng Tết là dưới 20 độ C và lượng ánh sáng thấp. Chính vì thế, với nền nhiệt độ cao như trong thời gian chính đông, được cho là rất khó để hãm đào nở. Nói chung là nhà nông thì chắc chắn là nó phải rất vất vả rồi. Nói chung là cũng thời tiết nó làm nó nắng nên là nó nắng quá nên làm cũng không được thuận cho lắm. So với thời điểm năm ngoái, giá đào năm nay đã giảm mạnh khoảng 30%. Nguyên nhân là do đào phần lớn đã nở, không đủ thời gian để người dân chơi Tết. Vậy nên cũng dễ hiểu cho tình cảnh vắng người tại các vườn đào năm nay. Không, thực ra thì thấy mọi người nói là năm nay nắng nhiều ấy,
nó nở nhiều, nhưng mà thực ra cái vườn này của anh ấy, anh chăm rất là tốt, đẹp lắm. Đấy, từ cái dáng đến cái hoa ấy, mình thấy là năm nào đến vườn này cũng ưng ý. Tình hình thời tiết khắc nghiệt không chỉ khiến đào mất giá mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm sóc, tạo dáng các thế cây mới. Cả năm trông nhờ vào vụ đào Tết, giờ thất thu khiến nhiều người coi như mất Tết. Nhà nông vốn làm ăn, sản xuất gắn chặt với thời tiết nên thiệt hại là rất lớn. Mỗi khi thời tiết có sự biến động. Có điều, năm nay không ai lý giải nổi sự nóng bức kỳ lạ này. Cùng chung cảnh ngộ là những hộ kinh doanh buôn bán các mặt hàng sưởi ấm chống rét trong mùa đông. Dù giá các mặt hàng được giảm sâu, bán hòa vốn, thậm chí nhiều mặt hàng cắt lỗ, nhưng vẫn không có khách. Nguyên nhân là do không có đợt không khí lạnh nào dưới 10 độ C như năm 2015 và 2014. Do đó, những kế hoạch kinh doanh của nhiều cơ sở đảo lộn. Thông thường như mọi năm, sau Noel sẽ là rét đậm, rét sâu. Hai năm trước, nhiệt độ Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc luôn giữ từ 8 đến 15 độ C trong gần cả tháng trời. Tuy nhiên, năm 2016 hoàn toàn khác hẳn. Nền nhiệt độ trên 26 đến 30 độ C khiến các loại thiết bị điều hòa hai chiều, sưởi ấm không ai ngó ngàng. Vào ngày thường thì khách hàng sẽ tập trung chủ yếu vào giờ nghỉ trưa và giờ tan tầm. Còn nếu mà ngày thứ bảy chủ nhật thì cái việc đấy là khách hàng sẽ mua rải rác xe công cả ngày luôn. Thường thường là khách hàng quan tâm đến máy sấy quần áo là nhiều vì nó là tập trung đến nhiều mọi đối tượng khách hàng. Còn riêng hút ẩm thì nó tập trung những khách hàng có thu nhập, nó không đánh vào những khách hàng có thu nhập thấp. Thế ra là nó cũng số lượng bán ra nó cũng được nhiều bằng máy sấy quần áo. Thông thường, mùa đông thường là thời điểm đem về nhiều lợi nhuận nhất cho các cửa hàng kinh doanh quần áo, shop thời trang. Tuy nhiên, mùa đông năm 2016-2017 nắng ấm. Thậm chí, vào những tháng chính đông, nhiệt độ trung bình vẫn ở mức cao hơn 3 độ so với nhiều năm. Nên thị trường quần áo đông rơi vào tình trạng ế ẩm. Dạo qua các tuyến phố trên địa bàn Hà Nội như Cầu Giấy, Chùa Bộc, Hàng Bông, Bà Triệu, nhiều cửa hàng xả hàng, giảm giá sốc từ 50 đến 70% mà vẫn vắng khách. Một số hãng thời trang cao cấp khuyến mãi giảm giá lớn từ 30 đến 50% nhằm thu hút người tiêu dùng, nhưng vẫn không mấy người mua. Thời tiết này nó nóng thôi thì họ bán quần áo khoác thì nó ế ẩm lắm. Họ thời tiết không rét thì nên họ không đi mua nhiều. Giảm qua rất nhiều, mỗi năm thì rất là đông khách, tầm này là cuối năm rồi rất đông khách. Nhưng mà năm nay là nó không có rét thì đâm rất đi khách. Thì do thời tiết nó nắng nóng như này thì mình có giảm đi nữa thì cái nhu cầu khách người ta nắng nóng người ta cũng không cần thiết. Thì khi nếu đang mong thời tiết nếu mà nó mà lạnh lên ấy thì có thể là mọi người lúc ấy tập trung vào đi mua hàng. Thời tiết bất thường còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của trẻ nhỏ và người già. Một minh chứng rất rõ khi trong mùa đông qua, có ngày khoa khám bệnh của Bệnh viện Nhi Trung ương khám cho khoảng từ 1.800 đến 2.000 trẻ. Có nghĩa là từ hồi đầu mùa đến giờ, đầu tiên là nó bị ho rất là nhiều, xong rồi đấy bây giờ thì nó bị viêm họng ấy. Đi khám thì bác sĩ bảo là bị viêm họng ấy, sĩ cho thuốc nhưng mà nó không khỏi. Mùa đông năm nay thì cũng chỉ có nửa đầu mùa đông ấy là mình trông thôi. Xong về sau cho cháu đi lớp ấy, thì đến lớp thì các cô cũng cởi hết áo ra và mặc có mỗi một cái áo thôi mà. Mùa đông ấm, nhiệt độ lên xuống cao thấp trong ngày khiến trẻ không kịp thích nghi.
Mùa đông năm nay không lạnh quá, chính vì thế mà đứa trẻ nó chơi thì nhiều khi là buổi sáng hơi lạnh, buổi trưa lại nóng. Chính vì thế ông bố bà mẹ là mặc quần áo cho con, bố mẹ mặc quần áo cho con ấm quá và đến trưa các cháu toát mồ hôi nhiễm lạnh thì có thể gây ra những bệnh lý về cảm cúm rồi nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phế quản, viêm đường hô hấp trên. Chính vì khí hậu nó nồm ẩm như thế, nấm mốc và virus sinh sôi nảy nở. Chính vì thế là bố mẹ mặc cho con quần áo nên mặc áo cốt tông thì có thể dễ ngấm mồ hôi hơn. Nếu như đứa trẻ đến lúc trưa nó nóng thì đứa trẻ nó ấm nó toát mồ hôi, hoặc là chúng ta có thể là nhất trẻ nhỏ thì có thể để khăn màn ở sau lưng để thấm mồ hôi rồi chịu khó lau mồ hôi cho con, cho không cho con mặc quá ấm, không nghĩa là cho con mặc áo cốt tông bên trong và áo khoác ở bên ngoài. Khi mà trời nó buổi trưa nó nóng ấm lên thì chúng ta có thể cởi cái áo khoác ra, đứa trẻ nó có thể thích nghi được cái khí hậu tùy theo cái lúc nóng lúc lạnh để mình điều chỉnh cho đứa trẻ nó dễ nó tốt hơn. Theo các bác sĩ, để phòng bệnh tốt nhất trong thời tiết ấm nóng này là điều chỉnh cách ăn mặc để cơ thể trẻ có thể thích nghi được với sự thay đổi nhiệt độ. Với trẻ dưới 2 tuổi, đặc biệt là trẻ sơ sinh, cha mẹ cần phải theo dõi sát diễn biến sức khỏe, đưa đi khám để kịp thời phát hiện bệnh. Đó là những câu chuyện thực tế từ đời sống. Còn ở góc độ khoa học thì những con số từ cơ quan khí tượng cung cấp cũng khiến nhiều người phải giật mình. Tháng 12 chính đông, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc luôn duy trì ở ngưỡng 26 đến 28 độ C. Mức nhiệt cao kèm theo nắng mạnh khiến nhiều người ra đường vẫn lầm tưởng đang trong khoảng thời gian của mùa hè. Vẫn có những đợt không khí lạnh tràn về, nhưng đêm rét, còn ngày lại bừng nắng và nóng bức. Cụ thể, ngày 12 tháng 12, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 đến 29 độ C. Một số nơi cao hơn như Láng, Hà Nội lên mức 29,5 độ C. Thành phố Vĩnh Yên của Vĩnh Phúc là 29,4 độ C. Chí Linh ở Hải Dương là 29,3 độ C. Thị xã Cao Bằng cao hơn 29,6 độ C. Hoài Đức và thị xã Sơn Tây ở Hà Nội cao nhất là 30 độ C. Ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, một số địa phương ghi nhận được nhiệt độ còn lên cao hơn. Cụ thể, Kim Bôi Hòa Bình đạt mức 30,5 độ C. Yên Châu ở Sơn La là 31,6 độ C. Mường La ở Sơn La lên tới 32,1 độ C. Thành phố Hòa Bình nóng nhất 32,3 độ C. Đây được xem là một sự bất thường của thời tiết miền Bắc mùa đông năm 2016-2017. Tiếp đó, tháng 1 là tháng rét nhất của mùa đông, cũng chứng kiến mức nhiệt rất cao, 26-27 độ. Thống kê của cơ quan khí tượng, mùa đông năm 2016 được đánh giá là ấm hơn trung bình nhiều năm. Vâng, mùa đông năm nay thì chúng ta thấy là một mùa đông ấm, phải nói thực sự là ấm, ấm một cách khác thường so với những mùa đông. Ví dụ như là nhiệt độ trung bình tháng 12 tại Hà Nội mà cao hơn so với trung bình những 3 độ C. 3 độ C là một con số rất lớn. Mọi người có thể cảm nhận được, nếu mà 0,5 cho đến 1 độ C thì hầu hết không ai cảm nhận được. Nhưng 3 độ C là một cái con số rất ấm. 3 độ C nó sẽ làm cho cái nhiệt độ tối cao nó cũng cao lên và nhiệt độ tối thấp nó cũng cao lên. Chính vì vậy cái trung bình nó cũng lên đến 3 độ C. Đây là một cái số liệu của chúng tôi thì trong vòng 10 năm trở lại đây, với có một cái năm mà có tháng 12 ấm như vậy. Và mùa đông năm nay thì mọi người đều dường thấy cảm thấy như là nó chưa đến, chưa thực sự đến, trừ có một số ngày mà có mưa kèm theo rét thôi, còn lại gần như là không có mùa đông. Sở dĩ mùa đông năm 2016 người dân cảm thấy không lạnh là do các đợt không khí lạnh tăng cường thường xuống khá sâu, làm không khí khô đi, ít mây. Điều này dẫn đến hiện tượng tại miền Bắc ban ngày trời quang mây, đón nhiều nhiệt độ mặt trời nên ấm áp. Ban đêm lại xảy ra hiện tượng phát xạ nhiệt, nhiệt độ giảm, trời lạnh. Đợt rét đậm đầu tiên ở miền Bắc đến rất muộn so với trung bình và cũng chỉ duy trì trong 2 ngày, nghĩa là ít hơn 4 lần so với thời kỳ năm ngoái. Vâng, theo những thống kê của chúng tôi thì trong những tháng mùa đông vừa rồi thì nhiệt độ trung bình là tương đối cao so với cả cái cùng thời kỳ nhiều năm, khoảng tầm trên nhiệt độ trung bình nhiều năm khoảng tầm 3 độ C.
Lý do chính là trong năm vừa rồi thì các đợt không khí lạnh tăng cường xuống thì xuống khá là sâu. Cho nên là tầm cuối tháng 12 vừa rồi là gây mưa liên tục cho các tỉnh Trung Bộ. Tuy nhiên đối với các tỉnh Bắc Bộ thì lại do điều kiện là gì? Không khí lạnh xuống sâu cho nên là Bắc Bộ nằm hoàn toàn trong khối không khí lạnh. Cho nên thời tiết khá là khô. Và khô như thế thì ban đêm trời chủ yếu là ban đêm là quang mây cho nên là khá rét về ban đêm. Nhưng ban ngày thì do trời khô cho nên lại có nắng. Chính vì thế cho nên là nhiệt độ trung bình ngày thì không thấp. Vâng, tháng 1 này thì vẫn đang là một tháng ấm hơn so với trung bình, nhưng cái ấm của nó sẽ không cao như tháng 12, tức là nó sẽ khoảng từ 0,5 cho đến 1 độ C và thậm chí là có thể lên đến 1 độ C, 1 độ rưỡi. Như vậy là rõ ràng là cái ấm ấy, thì chúng ta cũng sẽ chỉ cảm nhận được là về ban ngày thôi, chứ còn ban đêm thì vẫn tiếp tục là trời rét. Và các cái rét đậm rét hại của tháng riêng này cũng ít hơn so với trung bình. Chúng ta vừa mới có được 3 ngày rét đậm, sau đó là hết luôn. Sau đó lại tiếp tục sang cái thời kỳ là chỉ rét vào ban đêm. Ngày thì nhiệt độ nó không cao, không phải là 24-25 độ như tháng 12, nhưng nó cũng chỉ còn khoảng từ 17-20 độ. 17-20 độ vào tháng riêng cũng là một con số rất là cao so với trung bình. Ông Lâm cho biết mùa đông năm nay ấm hơn do nhiệt độ khí quyển và đại dương ở phía đông Trung Thái Bình Dương đang ở pha trung tính, chưa đạt chỉ tiêu của một kỳ La Nina. Những năm trước, mùa đông miền Bắc chỉ thường ấm hơn trung bình từ 0,1 đến 1 độ. Năm nay ấm hơn nhiều do các đợt không khí lạnh không dồn thẳng từ phía Bắc xuống mà lệch đông, di chuyển từ biển vào. Cỗ máy khí hậu không còn trơn tru, bình lặng như trước đây nữa. Xu thế mùa đông ấm dần lên cũng được ghi nhận trong những năm gần đây, nhưng vượt mức nhiệt cao hẳn như năm nay là hiếm có. Nay thì theo dõi thì chúng ta thấy là tháng 12 này, tháng riêng này, các đợt không khí lạnh đều lệch ra phía đông, tức là nó di chuyển xuống lục địa châu Á và xuống Trung Quốc, thì nó không xuống thẳng từ phía Bắc xuống mà nó lại đi ra phía đông, sau đó mới lan truyền vào. Chính vì vậy mà nó tạo ra các cái nhiễu động ở trong phong lạnh, trong các cái đới gió mùa đông bắc ấy, thì cái nhiễu động này nó lại liên tiếp kế tiếp nhau đi vào và gây ra các cái đợt mưa vừa mưa lớn rất là mạnh ở các cái tỉnh ven biển miền Trung, và thậm chí lên đến tháng riêng thì ở các cái tỉnh ven biển Nam Trung Bộ vẫn còn có mưa. Đây là những cái biểu hiện rất là bất thường của một cái mùa đông nhưng mà không khí lạnh nó không lệch từ phía Bắc xuống mà lại lan truyền từ phía đông vào. Cảnh báo về một mùa đông ấm đã được đưa ra và cảnh báo từ sớm khi cơ quan khí tượng đã công bố thông tin về việc rét đậm rét hại sẽ ít và ngắn ngày. Sau khi kết thúc một đợt El Nino, chuyển sang La Nina là các hiện tượng thiên tai rất bất thường. Ở miền Trung thì mưa tầm tã trong một thời gian dài. Trong khi đó, miền Bắc lại nóng bức trong mùa đông. Đó là biểu hiện rất rõ của biến đổi khí hậu. Tất cả mọi người đều cảm thấy hầu như không còn mùa đông nữa, một mùa đông đến trễ. Hình ảnh người dân đổ xô về các đỉnh núi phía Bắc để ngắm băng giá hay mưa tuyết đã không xảy ra trong mùa đông 2016-2017. Đâu có tuyết chưa? Năm năm qua, tuyết hay băng giá phủ kín ngọn cây, mái nhà, trăng xóa các con đường ở Mẫu Sơn hay Sapa đã trở thành hình ảnh đáng nhớ trong mỗi mùa đông. Hẳn nhiều người vẫn chưa thể quên được những ngày cuối tháng 1 năm 2016. Băng tuyết phủ trắng 40 điểm núi cao ở miền Bắc ngay trong giai đoạn El Nino hoạt động mạnh. Những năm El Nino thì là những năm thường nó xảy ra những hiện tượng thời tiết nó khá là đặc biệt. Do cái đợt không khí lạnh này có cường độ rất là mạnh, mạnh hiếm thấy và di chuyển từ khu vực Siberia xuống. Trong khi đó thì ở trên các hệ thống khí quyển tầng cao lại có một cái hình thế thời tiết gây mưa. Chính vì vậy mà nền nhiệt thấp kết hợp với lại mưa nữa cho nên là dẫn đến mưa tuyết và băng giá đấy. Theo quy luật bình thường, tuyết rơi tập trung vào cuối tháng 12 trong tháng 1. Sang tháng 2 thì hãn hữu có tuyết rơi ở Sapa. Nhưng quan trắc ở Sapa từ năm 1956 đến giờ thì đa số rơi vào tháng 1 là nhiều. Những năm muộn nhất là năm Đông Xuân 1967-1968. Rét đi vào kỷ lục là nó rơi vào ngày 14 tháng 2.
đặc biệt là năm 2014, rơi vào ngày 16 tháng 3 là tuyết rơi muộn chưa từng có. Tuy nhiên, với tình hình đô thị hóa chóng mặt, cộng thêm xu thế ấm lên toàn cầu, khiến khả năng tuyết rơi ở Sapa có thể sẽ ít dần trong những năm tới. Vì sao khí hậu toàn cầu nóng lên, thậm chí là năm El Nino dài kỷ lục mà mùa đông lại lạnh khủng khiếp như vậy? Câu hỏi chưa kịp có lời đáp thì lại thêm một mùa đông 2016-2017 bất thường về nền nhiệt độ. Tất cả những quy luật, những gì tự nhiên thường có trong mùa đông đã không còn quá rõ nét. Vậy là rõ ràng các biến động về một mùa, biến động về thời tiết ngày càng xảy ra có tính chất gay gắt hơn. Các chuyên gia nhận định, mùa đông thì đến muộn, mùa mưa kéo dài, mùa bão xuyên suốt từ năm này sang năm khác. Tất cả các việc đó đều là biểu hiện của biến đổi khí hậu. Vâng, để có được cái nguyên nhân một cách chính xác, một cách tường minh ấy, thì nó phải thông qua các cái nghiên cứu, các cái thống kê, các cái so sánh từng năm. Nhưng cho đến thời điểm này thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng là cái mùa đông năm nay thì đang có những cái biểu hiện là bất thường. Cái đầu tiên thì có lẽ là do cái biến đổi khí hậu. Chúng ta thấy là năm 2016 được Tổ chức Khí tượng Thế giới ghi nhận là một năm ấm nhất trong cái chuỗi số liệu mà con người, nhân loại ghi lại được. Đấy là một cái điểm. Cái thứ hai nữa là các cái hoạt động hoàn lưu, hoạt động các cái quy mô lớn như hiện tượng Enso, tức là La Nina, El Nino, nó cũng ở cái mức là đang ở cái pha gọi pha lạnh. Pha lạnh này thì lạnh nhưng là rất yếu. Và các cái hoạt động hoàn lưu thì cũng đang có những cái biến động, thì cái này là chúng ta phải theo dõi chặt. Chứ bây giờ nói là lý do tại El Nino thì rõ ràng là không đúng rồi, vì nó không còn El Nino. Lý do La Nina cũng không đúng, vì đây là La Nina rất yếu. Mà La Nina thì nó phải ngược lại với El Nino, nhưng mà nó không phải như vậy. Rõ ràng là đây là đang có những cái biến động rất là bất thường, rất là khác thường, mà nhiều khả năng là do liên quan đến biến đổi khí hậu. Khi một khối không khí rất lạnh từ lục địa châu Á di chuyển xuống khu vực nước ta, nơi đang có khối không khí ấm, gây ra gió đông bắc mạnh, trời trở rét và thời tiết xấu. Thời gian đặc trưng là vào thời kỳ gió mùa mùa đông, nên còn gọi là gió mùa đông bắc. Hiện nay, tùy theo tình hình cụ thể của từng đợt không khí lạnh, có hoặc không kèm theo phong lạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đưa ra 4 bản tin về dự báo bao gồm tin gió mùa đông bắc, gió mùa đông bắc và rét, không khí lạnh tăng cường và tin không khí lạnh tăng cường và rét. Nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ nên việc dự báo hiện tượng thời tiết này ở nước ta khá chính xác. Vâng, như vậy là cái ngày rét đậm đầu tiên là khá là muộn so với cả cái trung bình nhiều năm. Đêm rét, ngày nắng, ngày ấm, cho nên là tính ra trung bình ngày thì không được coi là một ngày rét đậm, bởi vì là ban ngày thì trời vẫn khá nắng, khá là ấm. Thế còn cái đợt rét đậm ngày 12 ấy, thì chủ yếu là do là không khí lạnh xuống, đồng thời kết hợp với các cái dòng xiết gió tây trên cao cho nên gây mưa. Nên không khí lạnh kết hợp với mưa và mưa nhỏ nên là nhiệt độ cả ngày lẫn đêm thì đều rất là thấp, dẫn đến là nhiệt độ trung bình ngày là dưới 15 độ C. Hiện tượng mùa đông không rét tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc là một trong những hiện tượng thời tiết bất thường. Tiếp tục đòi hỏi các nhà khoa học phải có những nghiên cứu chuyên sâu để đưa ra những lời khuyên, cảnh báo sớm và chính xác cho người dân. Những sai số trong mùa đông này đã được chỉ ra, nên cơ quan khí tượng cần tiếp tục cập nhật công nghệ dự báo mới phù hợp với sự biến đổi của thời tiết. Chúng ta phải theo dõi, có nhiều khả năng là tháng 2 nó sẽ lại bù lại với những cái tháng rét. Chúng ta thấy là hiện nay ở châu Âu này, ở Bắc Mỹ này đang rơi vào cái thời kỳ rất rét, thì chu kỳ của nó sẽ khoảng 15 cho đến 20 ngày thì những cái chu kỳ đấy nó lại trở lại lan truyền cái rét đến châu Á, thì có thể tháng 2 là tháng nó sẽ là rét với nhiều các cái ngày rét đậm rét hại nhiều hơn, và cũng có khả năng có băng giá hoặc tuyết vào tháng 2. Vì năm 2013 thì chúng ta đã từng có một cái tháng 3 xảy ra rét và tuyết vào cái tuần đầu tiên của tháng 3. Nhưng là cái mùa đông thì chúng ta cũng thấy là nó không phải là mùa đông biến mất, nó chỉ trễ, có thể nó sẽ chậm hơn một chút, hoặc là nó sẽ
cái thời gian mà có rét đậm rét hại thì nó ngắn hơn một chút. Để cải thiện cái mà nâng cao chất lượng dự báo thì nó đòi hỏi rất nhiều, không phải chỉ đơn thuần mỗi công tác dự báo mà nó phải cả một cái hệ thống, từ hệ thống quan trắc để chúng ta có dữ liệu đến hệ thống thông tin để chúng ta có thể trao đổi được với dữ liệu quốc tế, chúng ta có thể là khai thác được các cái sản phẩm của quốc tế, rồi thì công nghệ cái dự báo chúng ta phải nâng lên, trong đó có cả về công nghệ, về mô hình, về cái năng lực tính toán và đặc biệt là cái con người, về cái độ tinh thông tài giỏi của các chuyên gia dự báo, thì những cái đấy không thể một sớm một chiều chúng ta đạt được. Nhưng luật ra đời thì nó, như tôi nói, nó tạo cái cơ sở pháp lý để cho tất cả các cái hoạt động khí tượng thủy văn, bao gồm những cái tôi nói, kể cả quan trắc tư liệu thông tin, rồi thì hệ thống dự báo, và kể cả vấn đề tăng cường năng lực cán bộ, nó cũng sẽ được nâng lên. Và chúng tôi cũng hy vọng là cái đó chúng ta sẽ được cải tiến dần, chứ không thể một sớm một chiều được. Theo các nhà khoa học của Cơ quan Môi trường Châu Âu, năm 2050, hiện tượng ấm lên toàn cầu, nóng kéo dài, có thể khiến 3/4 sông băng của châu Âu tan ra. Đến năm 2080, hầu hết các nước châu Âu có thể sẽ không còn mùa đông. Mùa hè nắng nóng, hạn hán, mưa đá sẽ xảy ra thường xuyên. Nhìn nhận trên thế giới chung toàn cầu, nhiều năm gần đây, nhiệt độ mùa đông ở hầu khắp mọi nơi trên thế giới đều đã thể hiện xu hướng gia tăng cường độ. Nói một cách khác, mùa đông ấm sẽ là xu thế chủ đạo ở nhiều khu vực, lãnh thổ, quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các quan trắc đo đạc khí tượng thủy văn cho thấy, hoàn lưu khí quyển toàn cầu cũng như khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã có nhiều thay đổi, chuyển biến từ đầu năm 2016 tới nay. Trong đó, đặc điểm rõ nét nhất có thể nhắc tới chính là quá trình chuyển pha Enso từ El Nino sang trùng tính. Tại Việt Nam, thông thường, ở khu vực Bắc Bộ, từ tháng 12 hàng năm trở đi, những đợt gió mùa tràn về, thời tiết chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhưng năm nay, có gió mùa về, người dân vẫn cảm nhận thời tiết ngột ngạt, nắng gắt và hanh khô. Nhiều người cũng đang lo ngại trong tương lai không xa, Việt Nam có thể cũng sẽ không còn mùa đông, thời tiết nắng nóng. Việc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống con người, cây trồng vật nuôi. Vâng, cái rõ ràng nhất mà chúng ta thấy là mùa đông đang bị thu hẹp lại. Vì trên thế giới người ta cũng đã khẳng định là băng ở Bắc Bán Cầu là đã càng ngày càng ít đi hơn so với trước đây này. Băng ít đi, băng mỏng lên này, tất cả những cái đấy đã được khẳng định rồi. Và ở Việt Nam chúng ta cũng không loại trừ cái khả năng đấy, tức là mùa đông của Việt Nam bây giờ càng ngày càng ngắn lại, và cái số ngày rét đậm rét hại thì càng ngày càng ít đi. Và với tương lai thì có lẽ nó cũng còn tiếp tục, nếu như mà các cái tác động của con người vào cái cỗ máy khí hậu nó không, các cái phát thải, các cái dùng năng lượng hóa thạch rồi các phát thải gây ra hiệu ứng nhà kính không được giảm, thì có lẽ đến một lúc nào đấy thì chúng ta sẽ thấy là không còn băng ở Bắc Băng Dương nữa, và lúc ấy thì ở Việt Nam chúng ta thì mùa đông chắc chắn nó sẽ là như mùa thu. Nhưng mà câu chuyện này sẽ còn kéo dài và phải có sự chung tay của tất cả các nước, đặc biệt là những nước đã phát triển trong cái việc bảo vệ cái cỗ máy khí hậu của trái đất. Theo các chuyên gia khí tượng, nghiên cứu của Ủy ban Liên minh Chính phủ về biến đổi khí hậu và nghiên cứu ở Việt Nam đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu chỉ khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên, làm cho mùa đông trong tương lai ấm hơn, thời gian rút ngắn hơn so với hiện nay. Các đợt nắng nóng có nhiều khả năng xuất hiện với tần suất nhiều hơn và khắc nghiệt hơn. Do ảnh hưởng của El Nino nên những năm tới, chu kỳ của mùa hè dài ra, còn mùa đông thì ngắn lại. Mùa đông năm nay cũng đến muộn và có thể kết thúc sớm hơn so với mọi năm. Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từng khẳng định mùa đông ở miền Bắc sẽ không biến mất ít nhất trong vòng từ 50 đến 100 năm tới. Do biến đổi khí hậu, thời gian tới nhiệt độ có tăng lên, nhưng thực tế thường mùa đông sẽ vẫn lạnh hơn các mùa trong năm.